Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2017, Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu một số mặt hàng chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện xong phần bánh vô ly để chuẩn bị bàn giao cho các khách hàng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Bộ bàn ghế ăn mẫu Hoa Lan Tây hay còn gọi là mẫu Louis của Pháp đã được Thanh Luân chúng tôi tái hiện lại. Toàn bộ chất liệu được làm bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Lào. Bộ bàn ghế gỗ ăn hương đỏ Lào mẫu Louis 100% được làm chất liệu gỗ hương đỏ Lào, rất là quý hiếm bậc nhất bây giờ. Và riêng chiếc bàn là rất là lớn, diện tích là 1m38, vân gỗ rất đều và đẹp. Và chúng tôi đã hoàn thiện xong phần bánh vô ly, đang tuốt lại một lượt cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Toàn bộ là đường nét đục chạm, là hoàn toàn đục thủ công bằng tay, không hề máy móc can thiệp, đục tay 100%, là gỗ rất là dày. Đúng như kiểu Louis Pháp là ở giữa là có một cái lãng hoa hồng rất đẹp. Và chân là vuông 8 phân, đục thủ công bằng tay. Thì quý khách nhìn kỹ cái hàng của Thanh Luân với cả so với cái hàng ngoài thị trường rất là khác biệt. Chân là toàn bộ đục vuốt rất là đẹp. Từ những cái đường chỉ Hoa Lan Tây vuốt rất là sâu và mềm mại. Các đường nét đục vô cùng là đặc sắc và đẹp mắt. Clip trước đây độ khoảng chục ngày chúng tôi bàn giao một bộ bàn ghế ăn gỗ hương Lào cho một anh khách hàng ở Vĩnh Phúc. Gồm có 8 ghế một bàn gỗ hương đỏ Lào. Trên hình quý vị đang xem nên là chúng tôi đang giới thiệu bộ bàn ghế ăn mẫu Louis gỗ hương đỏ Lào gồm có 8 ghế một bàn cho một bác khách hàng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Thành viên chúng tôi chuyên sản xuất ra những cái bộ bàn ghế mẫu ghế ăn, mẫu bàn ghế ăn kiểu Louis gồm có gỗ hương đỏ Lào và gỗ gõ đỏ và gỗ mun hoa da báo và gỗ vụ, tất cả đều được đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay, vô cùng là sắc nét. Ở phía trong kia là một chiếc sập cẩm nai mặt liền một lá, chúng tôi đang hoàn thiện nốt phần vuốt bóng để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Hưng Yên. Đây là chiếc sập cẩm nai một lá mặt liền, vô cùng đặc sắc. Clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Gỗ cẩm nai Nam Phi mặt liền một lá rất là đẹp. Và phía trong này là chiếc tủ rượu kích thước 1m2, cao 2m, rộng 45 phân, được làm chất liệu gỗ hương đỏ Lào và đã được khảm ốc đỏ Singapore. Ở toàn bộ cái diềm khung cánh này cũng như là phần bên dưới là tứ bình. Chiếc tủ rượu này là chưa có khách đăng ký. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu tủ rượu kích thước 1m2, cao 2m1 và rộng 45 hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Toàn bộ chiếc tủ rượu này là ở bên trên thiết kế là 3 ngăn kéo, ở dưới là cánh mở và toàn bộ đã được lắp bản lề đúc bằng đồng xịn, rất là đẹp, không bao giờ bị han gì. Và đã được khảm ốc đỏ Singapore. Quay trở lại bộ bàn ghế ăn mẫu Louis Hoa Lan Tây. Clip chính luôn là bộ bàn ghế ăn mẫu Hoa Lan Tây. Và toàn bộ là các cái chất liệu gỗ để làm nên bộ bàn ghế ăn này là được làm bằng chất liệu là gỗ hương đỏ của Lào. Vô cùng quý hiếm và đặc sắc. Đục chạm thì tinh xảo, hai mặt như nhau. Đều là đục tay 100%, không hề đục máy. Đường nét trông rất là khôn và sắc nét. Bộ ghế ăn này gồm có 8 ghế một bàn tròn. Mặt đằng sau chúng tôi cũng đục vô cùng đẹp. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ bàn ghế ăn đẹp hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Thành Luân chúng tôi có hai cơ sở, tại cơ sở 1 là nằm tại cây xăng Chí Nễ, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu riêng một clip dành riêng cho cái tủ rượu và cái sập. Clip này chính là chúng tôi giới thiệu bộ ghế ăn để cho bác khách hàng ở xa không về xem được. Bác đã về xem mộc và ký tên và bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện xong phần vô ly. Quay lên một lượt để cho những quý khách ở xa không về xem được sẽ xem tận mắt qua màn hình.
đường nét đục chạm thì vô cùng là đỉnh cao. Riêng cái vật chân bàn thì các xem đục thì tuyệt đỉnh luôn. Là chúng tôi tái hiện theo đúng theo nét cổ cái bàn này, mẫu cửa pháp, chân trụ và bốn một trụ giữa và bốn trụ xung quanh, gọi là chân ngũ trụ, rất là đỉnh cao. Thế nên xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Tôi xin tạm dừng tại đây.